Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chiếc máy cassette cầm tay, hay nói đúng hơn là xách tay, vì em này có một cái thanh để chúng ta có thể xách mang đi, rất là tiện dụng. Đây là một cái dòng cassette tự hành ha. Em nói trang bị một cái phần loa nằm ở ngửa như trên và sử dụng được nguồn DC, nguồn AC và có luôn cả nguồn pin. Nguồn pin thì chúng ta chỉ mở đây và sử dụng pin trung. Đây là model RW225 đến từ thương hiệu của Nationa, được sản xuất vào năm 1971. Có cái mức giá lúc xuất xưởng là 15.000 yên, một cái giá tương đối ổn định cho tất cả các anh em nào chơi ở thời điểm đó. Bây giờ thì em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh của em này. Chúng ta thấy bàn phím của em nó giống như một cái phím đàn piano ha, nó cũng lấy ý tưởng từ cái việc mà người chơi đàn piano. Giờ em mở ha. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rồi xuống trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào có là một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.